Campuchia phát hiện ca tử vong do cúm gia cầm H5N1. Một người đàn ông 50 tuổi ở tỉnh Svay Rieng, Campuchia, giáp với biên giới Việt Nam đã tử vong vì cúm gia cầm H5N1. Theo thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia ngày 8 tháng 10, đây là ca tử vong thứ 39 trong số 58 ca nhiễm cúm gia cầm ở người kể từ năm 2005 và là ca thứ hai trong năm 2023. Theo Bộ Y tế, mới đây hàng xóm của người đàn ông này đã thu mua gà về để nuôi thịt. Sau đó gà ở nhà nạn nhân và các nhà hàng xóm xung quanh khoảng 50 con gà khác đều chết. Những con gà chết cũng được người dân chia nhau ăn thịt. Hiện nay các chuyên gia đang tích cực điều tra nguồn gốc bùng phát dịch cúm gia cầm và sẽ tiếp tục tìm kiếm các trường hợp nghi ngờ và các bên liên quan để ngăn ngừa dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Đồng thời Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân cảnh giác hơn với dịch cúm gia cầm, đặc biệt là trẻ em và các nhóm người dễ bị tổn thương. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.